Bữa nay lên cho mấy chú một con máy xài gia đình nha. Này khai xài gia đình hết sảy. Máy xài làm 4 tấc rưỡi nha. Etin 011 AVT nha. Xài IC, máy trọng lượng cực kỳ nhẹ nha. Mặt tiền đẹp nha. Con này 41cc nha. Bao VIP. Chiều 5.000 triệu rưỡi nha. Làm mặt cắt là 35 nha. Máy móc nguyên bao zin nguyên bản nha. Siêu VIP nha, con này chưa rửa chưa vệ sinh nha. 1.500.000 không có vệ sinh. Nói luôn rồi. Máy Đức nha. 1.500.000.